Thưa quý vị và các bạn, mục Nhà nông làm giàu hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn những điển hình làm kinh tế giỏi từ mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng và lợn thương phẩm. Nhờ làm tốt công tác vệ sinh, phòng bệnh, đàn vật nuôi của các mô hình này luôn phát triển mạnh khỏe, đem lại lợi nhuận kinh tế 100% triệu đồng mỗi năm. Chị Lê Thị Thủy, chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Nam Giáp, xã Đức Bác, huyện Sùng Lô là một điển hình phụ nữ phát triển kinh tế gia đình từ mô hình chăn nuôi. Lựa chọn mô hình chăn nuôi để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Từ năm 2004, chị Lê Thị Thủy huy động vốn từ anh em họ hàng trong gia đình. Chị đã tiến hành xây dựng hệ thống chuồng trại trên diện tích 200m² để chăn nuôi lợn nái và lợn thịt. Hiện tại gia đình chị đang nuôi trên 70 con lợn bột, 2 con lợn nái. Hệ thống chuồng trại nhà chị được xây dựng theo kiểu hiện đại, luôn đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ. Nguồn thức ăn chăn nuôi cũng được lựa chọn cẩn thận từ những công ty có uy tín và có nguồn gốc rõ ràng. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn lợn và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, gia đình chị thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Từ chăn nuôi, trung bình mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu lãi trên 100 triệu đồng. Không chỉ đảm đang, giỏi việc nhà, chị Lê Thị Thủy còn là tấm gương sáng trong công tác hội. Hiện nay chị đang là chi hội trưởng phụ nữ thôn Nam Giáp, tổ trưởng tổ vay vốn của thôn. Bản thân chị luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà hội giao phó, luôn gương mẫu đi đầu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân. Với những thành quả mà chị Thủy đã đạt được, chị xứng đáng là tấm gương sáng đi đầu trong phong trào vượt khó vươn lên làm giàu ở địa phương. Xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên hiện có hơn 200 hộ gia đình đầu tư phát triển kinh tế chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nhỏ và vừa. Phần lớn các hộ gia đình chăn nuôi gà đẻ, gà thịt, lợn. Điển hình như gia đình anh Ngô Quang Vinh, thôn Ngoại Trạch, hiện đang chăn nuôi hơn 2.000 gà đẻ lấy trứng và hơn 100 con lợn thịt thương phẩm. Anh cho biết, hàng năm trừ chi phí chăn nuôi, anh có lãi gần 100 triệu đồng. Hơn nữa, đã giải quyết được việc làm cho các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, việc phát triển chăn nuôi của gia đình anh Vinh cũng như các hộ chăn nuôi khác trên địa bàn xã hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do nguy cơ về dịch bệnh, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Anh và các hộ chăn nuôi trong xã mong muốn có được khu chăn nuôi tập trung của địa phương nhằm đảm bảo cho phát triển chăn nuôi mang tính bền vững lâu dài, đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng. Trước năm 2007, gia đình anh Trần Văn Cửu ở thôn Thọ Linh, xã Hợp Lý, huyện Hợp Thạch gặp rất nhiều khó khăn vì anh Cửu thường xuyên ốm đau. Nhưng anh đã không nản lòng mà anh động viên vợ con vượt qua khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Sau nhiều đêm anh trăn trở, suy nghĩ làm gì để mang lại hiệu quả kinh tế cao mà lại phù hợp với sức khỏe của mình. Anh Trần Văn Cửu đã quyết định vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện được 30 triệu đồng và của anh em, bạn bè đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi lợn nái siêu nạc. Anh tự cung cấp con giống và nuôi lợn thương phẩm xuất bán ra thị trường. Để có nguồn thức ăn chăn nuôi với giá cả rẻ hơn, anh Cửu làm hợp đồng nhận thức ăn chăn nuôi do đại lý cấp 1 cung cấp. Ngoài ra, anh còn thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức. Chịu khó học hỏi kinh nghiệm của các hộ chăn nuôi lớn, anh cũng tích cực cập nhật thông tin qua sách, báo, đài, TV. Từ đó anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho mình về kỹ thuật chăn nuôi, thời gian tiêm phòng, phun thuốc khử trùng tiêu độc. Nhờ vậy mà đàn vật nuôi của gia đình anh luôn phát triển tốt, không có dịch bệnh xảy ra. Chăn nuôi có hiệu quả, anh đã trả được hết nợ và có thêm vốn mở rộng chuồng trại. Hiện nay trong chuồng nhà anh có 20 con lợn nái, 1 con lợn đực để phối giống, có gần 200 con lợn con và lợn thương phẩm. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh thu lãi trên 100 triệu đồng. Thời gian qua, nhờ nguồn vốn cho vay ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh đối với hộ nghèo và cận nghèo của Ngân hàng Chính sách huyện Vĩnh Tường, đã có hàng nghìn hộ gia đình trên địa bàn sử dụng đúng mục đích làm giàu chính đáng. Gia đình anh Bùi Văn Hoàn, thôn Lạc Trung, xã Bình Dương là hộ cận nghèo của xã. Năm 2013, gia đình được vay 30 triệu đồng vốn hộ nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Với số tiền này, anh đã đầu tư nuôi 3 con bò sữa để phát triển kinh tế. Sau thời gian chăm sóc, hiện nay bò của gia đình anh đã sinh sản được bê con, một số chuẩn bị cho thu hoạch sữa. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để gia đình anh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Mục Nhà nông làm giàu hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.